Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn yêu bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin về bóng đá Việt Nam trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức về bóng đá Việt Nam để gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và hy vọng rằng những thông tin bóng đá Việt Nam mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn giúp cho quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Và sau đây như thường lệ thì kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Trong khuôn khổ bản tin này, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo Hà Lan bất ngờ cảnh báo Heerenveen về Văn Hậu. Giảng viên FIFA cảnh báo về hiện trạng đáng buồn của bóng đá Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau khi đi tiếp ở vòng loại Olympic. Hoàng Gia Lai bất đắc dĩ phải loại Sao Bự khỏi cúp quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Báo Hà Lan cảnh báo một điều không vui vẻ về Văn Hậu. Trang FIFA Online, trang tin chính thức của SC Heerenveen vừa có bài viết cảnh báo về chính sách sai lầm đối với Đoàn Văn Hậu. Câu lạc bộ Heerenveen đang trải qua chuỗi trận không thành công tại giải vô địch quốc gia Hà Lan với 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có tới 4 thất bại. Người hâm mộ đang hết sức thất vọng với kết quả này và cho rằng mùa giải 2019-2020 sẽ lại là một mùa giải thất bát. Không chỉ ở thành tích trên sân cỏ mà Heerenveen cũng khiến cho cổ động viên của họ phải lo lắng về tình hình tài chính của đội bóng. Tờ FIFA Online viết, lương trung bình tại các câu lạc bộ Hà Lan đang tăng liên tục. Các đội bóng ở giải vô địch quốc gia đã trả lương quá cao cho cầu thủ. Heerenveen không phải là một ngoại lệ. Điển hình, Heerenveen đã trả 436.000 euro để chiêu mộ cầu thủ Việt Nam là Đoàn Văn Hậu. Đương nhiên, đội bóng có thể thu về những lợi ích về thương mại. Tuy nhiên, cho tới lúc này, họ chưa mang về một bản hợp đồng tài trợ xe đạp cho đội 1. Một hãng xe đạp của Việt Nam đã cam kết là cung cấp xe đạp miễn phí cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội 1 của Heerenveen. Tuy nhiên, cây bút Tom Knipping nhận định đó là chưa đủ với số tiền mà đội bóng này phải chi hàng tháng để trả cho Văn Hậu. Kể từ khi chuyển sang SC Heerenveen thì Văn Hậu vẫn chưa có màn ra mắt ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngoài những trận đấu trong áo đội trẻ, anh chỉ có 5 phút được xuất hiện ở cúp quốc gia của Hà Lan. Chừng đó là chưa đủ với sự kỳ vọng của một mức lương nằm trong top những cầu thủ được hưởng lương cao nhất của câu lạc bộ này. Giảng viên FIFA lên tiếng cảnh báo về hiện trạng đáng buồn của bóng đá Việt Nam. Mới đây, giảng viên trọng tài AFC là Anas Hakan đã cảnh báo bóng đá Việt Nam về một hiện trạng đáng buồn. Hiện tại, bóng đá Việt Nam chỉ có trọng tài FIFA là Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp Elite cấp cao nhất trong hệ thống. Trong số 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng chỉ có 2 người đủ điều kiện làm việc tại V-League là ông Ngô Duy Lân và ông Hoàng Ngọc Hà. 3 vị trọng tài khác không làm nhiệm vụ vì các lý do khác nhau. Trong bối cảnh là bóng đá Việt Nam đang có những sự phát triển vượt bậc, việc thiếu vắng những trọng tài ở đẳng cấp cao là vấn đề gây ngạc nhiên với chuyên gia Anas Hakan của AFC. Khi tiếp xúc với truyền thông Việt Nam trong sự kiện giới thiệu những đổi mới về luật bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 2, vị giảng viên trọng tài AFC chia sẻ, bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc ở nhiều giải đấu từ cấp độ trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Thế nên chúng tôi khá ngạc nhiên khi Việt Nam chỉ có một trọng tài đẳng cấp Elite. Ông Anas Hakan cũng đặt ra một câu hỏi rằng là tại sao bóng đá Việt Nam không thử nghĩ đến việc có những trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup. AFC luôn tạo điều kiện cho các liên đoàn thành viên, không chỉ những nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn là những nền bóng đá đang phát triển. Bóng đá Uzbekistan đã có một trọng tài làm việc ở World Cup, vậy tại sao trọng tài Việt Nam lại không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn về chuyên môn, về mọi mặt cần thiết. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng nên dành thêm nguồn lực để đầu tư vào công tác đào tạo trọng tài. Ông Anas Hakan nêu quan điểm. Cũng trong buổi giới thiệu về những thay đổi của luật FIFA thì trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cũng khẳng định là có không ít những cầu thủ tại câu lạc bộ V-League lười học và xem thường việc lắng nghe phổ biến luật bóng đá mới. Ban trọng tài đã đến tất cả các câu lạc bộ để phổ biến điều luật. Các cầu thủ ban huấn luyện đều được ngồi nghe phổ biến. Các cầu thủ ngoại hoặc huấn luyện viên nước ngoài rất chăm chú học luật. Bên cạnh đó còn nhiều cầu thủ nội hơi lơ là việc học. Rất buồn là tình trạng này khó kiểm soát. Khi chúng tôi đến phổ biến nội dung, nhiều cầu thủ nội xem thường việc tiếp thu luật bóng đá. Điều đó là không tốt. Luật bóng đá mới hướng dẫn chúng ta đến những cái tốt hơn để có những trận đấu hay hơn. Nhưng đây lại là vấn đề ý thức của câu lạc bộ, của cầu thủ. Chúng tôi cũng không có cách nào khác. Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã chia sẻ trong buổi phổ biến gặp mặt giữa VFF với các cơ quan truyền thông để cập nhật các nội dung thay đổi trong luật bóng đá mới.
do các thay đổi của luật bóng đá của FIFA diễn ra khi V-League 2019 đã khởi tranh nên đến mùa giải 2020 này, các điều luật mới được đưa vào áp dụng. Nổi bật có điều luật liên quan đến những tình huống nhạy cảm trong bóng đá như bóng chạm tay, bóng chạm trọng tài, thổi phạt huấn luyện viên hay vị trí của thủ môn trong các tình huống cản phá phạt đền. Trong buổi trao đổi, giảng viên trọng tài Đặng Thanh Hạ cũng cho rằng ngay cả khi nắm rõ luật thì trọng tài cũng rất khó nhận định đúng những tình huống khó, nhạy cảm trên sân để bóng chạm tay. Đơn cử như những tình huống bóng chạm vào cánh tay của cầu thủ không ở vị trí tự nhiên, cố tình giang tay xa hơn vai. Nếu cầu thủ chủ động chơi bóng trước khi bóng chạm tay, trọng tài sẽ không thể phạt đền. Tuy nhiên, nhiều pha bóng cần phải quay chậm mới biết có cầu thủ có chủ động chơi bóng tay hay không. Ở trên sân, trọng tài có rất ít thời gian để ra quyết định, lại đối diện với rất nhiều áp lực từ cầu thủ, cổ động viên nên đôi khi khó nhận định đúng. Do đó, việc học hiểu luật bóng đá mới với những điều mục thay đổi là cần thiết với không chỉ trọng tài mà còn là các cầu thủ. Khi cầu thủ hiểu luật thì tình huống tranh cãi sẽ không đáng có và bị hạn chế. Cầu thủ cũng cần ý thức việc hiểu luật để nâng cao hiệu quả thi đấu, tuy nhiên không nhiều cầu thủ nội ý thức được điều này. Trong buổi gặp mặt, ông Hiền cũng khẳng định là ban trọng tài nỗ lực đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài Việt Nam để ngày càng có nhiều trọng tài đạt chuẩn elite, đồng thời điều hành trận đấu công bằng, chuẩn mực và khách quan. Ban trọng tài có lộ trình phát triển trọng tài FIFA, mỗi năm chúng tôi đều cử những trọng tài đủ tiêu chí cho FIFA kiểm tra. Năm vừa rồi, chúng ta mất 3 trọng tài FIFA vì những lý do liên quan đến sức khỏe, chuyên môn nên số lượng trọng tài FIFA còn hạn chế. Ban trọng tài vẫn đặt mục tiêu đào tạo lớp trọng tài kế cận để đáp ứng tiêu chí của FIFA, ông Dương Văn Hiền khẳng định. Cũng theo ông Dương Văn Hiền thì ban trọng tài vẫn áp dụng cơ chế lên xuống hạng thường xuyên cho các trọng tài. Có khoảng 10 trọng tài, trợ lý trọng tài mới được đôn lên, chúng tôi có công tác lên xuống trọng tài, ai làm tốt thì được đôn lên, ai không làm tốt thì bị đẩy xuống, ông Hiền khẳng định. Hoàng Anh Gia Lai bất đắc dĩ phải loại một sao bự khỏi cúp quốc gia. Bước vào mùa giải mới, Hoàng Anh Gia Lai đã phải hoàn tất thủ tục đăng ký cầu thủ tham dự các giải đấu trong năm 2020. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất đó là tiền vệ Lương Xuân Trường, người đã dính chấn thương đứt dây chằng khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Theo đó thì Xuân Trường không được huấn luyện viên Lee Ti-hun người Hàn Quốc đăng ký vào danh sách thi đấu ở cúp quốc gia năm nay. Lý do là Xuân Trường đã trở lại Hàn Quốc chữa trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Tiến trình hồi phục của cầu thủ này đang ở giai đoạn cuối với các bài tập vật lý trị liệu. Theo đánh giá của các bác sĩ thì ít nhất phải đến tháng 4 năm nay, Xuân Trường mới có thể trở về nước. Sau đó anh cũng phải cần ít nhất từ 1 đến 2 tháng để tập luyện lấy lại thể trạng và cảm giác bóng khi ra sân chơi bóng. Điều này đồng nghĩa với việc là người hâm mộ sẽ không được xem Xuân Trường ở cuối giai đoạn 1, đầu giai đoạn 2 của V-League 2020. Dù không có tên trong danh sách thi đấu ở cúp quốc gia, Xuân Trường vẫn được đăng ký cho V-League 2020. Với dàn nội binh xuất sắc đang có trong tay cùng một mùa chuyển nhượng tương đối thành công với các ngoại binh, Hoàng Gia Lai hướng đến mùa giải mới với thứ hạng ấn tượng hơn các năm qua. Tuấn Anh cũng đang dần lấy lại phong độ tốt nhất và đây là tín hiệu lạc quan cho niềm tin trở lại của Xuân Trường. Với bộ đôi tiền vệ này trong tay thì Hoàng Gia Lai có thể tự tin đối đầu với bất cứ đối thủ nào nhờ khả năng giữ nhịp, chia bài vô cùng xuất sắc. Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau khi đi tiếp ở vòng loại Olympic. Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được thư biểu dương của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch cùng số tiền thưởng gần 1 tỷ đồng đến từ VFF và trưởng ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng. Ngày hôm qua thì tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé đi tiếp ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 với chiến thắng trước Myanmar. Sau khi đạt được thành tích này, Bộ trưởng Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam ông Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư biểu dương chiến công của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nội dung bức thư như sau: thân gửi huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên ban huấn luyện cùng toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Trước hết, thay mặt ban lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã giành được tấm vé để có mặt tại vòng loại cuối cùng Olympic 2020 sau chiến thắng trước đội tuyển Myanmar vào tối ngày 6 tháng 2. Để có được chiến thắng đó, đội tuyển bóng đá nữ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, từ sự thiếu hụt về lực lượng đến việc phải tập luyện thi đấu trong điều kiện thời tiết giá rét. Tôi biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của ban huấn luyện, của huấn luyện viên trưởng cùng các cầu thủ, bác sĩ đã nỗ lực hết mình đem đến niềm vui cho người hâm mộ và nhân dân cả nước trong những ngày đầu xuân Canh Tí. Trước mắt sẽ là trận đấu cuối gặp đội tuyển Hàn Quốc và sắp tới sẽ là hai trận play-off vào tháng 3 tới. Tôi chúc toàn đội mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, gặt hái thêm nhiều thành công. Theo báo Lao động dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Thiện.
đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 900 triệu đồng, trong đó 400 triệu đồng từ VFF và 500 triệu đồng từ trưởng ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng. Đây là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực và tinh thần quyết tâm giúp mang về vinh quang cho thể thao nước nhà. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội bóng rất mạnh là đội tuyển nữ Hàn Quốc. Đội đã giành chiến thắng tới 7-0 trước Myanmar với lối chơi công thủ toàn diện và không có kẽ hở. Tuy nhiên, với việc đã cầm vé đi tiếp trong tay, trận đấu này hoàn toàn có thể là cơ hội để các cô gái của chúng ta rút ra kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho hành trang mục tiêu lớn sắp tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những thông tin bóng đá mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.